À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách ngữ văn lớp 6, Chân trời sáng tạo. Ở bài học số 6, chúng ta đã được tìm hiểu các văn bản đọc liên quan đến chủ điểm, điểm tựa tinh thần. Trong văn bản này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng cô tìm hiểu nội dung nữa, đó là nội dung nói và nghe liên quan đến vấn đề tóm tắt nội dung trình bày của người khác. Các em hãy chú ý cho cô yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau. Trong cuộc họp lớp thảo luận nội dung tập san chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, có nhiều ý kiến trao đổi về các bài viết cho tập san. Chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về bài nói và nghe này. Các em hãy chú ý cho cô định hướng ở đây. Chúng ta sẽ có hai vai, đó là trong vai người nói và trong vai người nghe. Đầu tiên là trong vai người nói, cần đề xuất được ý tưởng, thiết kế, làm tập san dưới dạng quyển. Cũng cần đề xuất được ý kiến nội dung nên phong phú, như là cần có bài nhạc viết tay, chủ điểm về thầy cô. Cũng có thể là đề xuất ý kiến, hình ảnh có thể dùng ảnh chụp của tập thể lớp với thầy cô để tạo được cảm giác gần gũi. Và đề xuất tiếp theo trong vai trò người nói, đó là đề xuất lớp có thể chuẩn bị tiết mục văn nghệ để tặng các thầy cô. Trong vai trò người nghe thì chúng ta cũng sẽ chú ý cho cô cụ thể như sau. Cần thiết kế, có thể thiết kế độc đáo hơn thành quyển giống như sách. Nội dung thì cần phải phong phú, có thể thêm các bài nhạc hoặc là vẻ dân gian, vân vân. Hình ảnh cần mang tính chân thực, gần gũi với thầy cô. Và sẽ tri ân thầy cô bằng một tiết mục văn nghệ lớp tự chuẩn bị. Em vừa nghe các bạn trình bày ý kiến trong cuộc họp, thì chúng ta là vai trò người nghe thì sẽ tóm tắt nội dung mà các bạn đã trình bày theo gợi ý các bước dưới đây. Bước 1. Lắng nghe và ghi tóm tắt. Ở việc lắng nghe nội dung trình bày thì chúng ta hãy lưu ý là cần phải nghe hết câu, hết ý để có thể hiểu rõ, hiểu đúng điều mà người trình bày muốn nói. Sau đó là cần ghi chép tóm tắt nội dung trình bày. Phải căn cứ trên thực tế ý kiến của người phát biểu để ghi tóm tắt. Cần tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ. Có thể dùng các ký hiệu như các số thứ tự, gạch đầu dòng để thể hiện tính hệ thống của các ý kiến. Bước 2 đó là bước đọc lại và chỉnh sửa. Cần lưu ý đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót nếu có. Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại những ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc là có quan điểm khác. Đó là một số nội dung định hướng cho vai trò người nói và người nghe đối với một bài nói. Bài nói này thì khá là ngắn gọn. Chúng ta sẽ lưu ý những yêu cầu đối với người nói và người nghe để có thể đáp ứng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tự tin hơn sau mỗi bài nói và nghe để các em có thêm được kỹ năng giao tiếp cũng như là kỹ năng ứng xử và đặc biệt là kỹ năng xử lý vấn đề. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài học. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.